Vào những ngày giữa tháng 4 năm 1988, con tàu cứu hộ Mỹ Á đưa chúng tôi ra Biển Đông, biển lớn thứ 3 trong hơn 4 vị biển của đại dương thế giới. Càng ra khơi xa, càng thấm thía câu nói của cha ông về Tổ quốc ta: Tam Sơn, Tứ Hải, Nhất Phần Điền. Bởi bờ biển Việt Nam choán gần hết bờ phía Tây của biển lớn này. Chúng tôi hướng tới Trường Sa, một quần đảo có diện tích từ 16 vạn đến 18 vạn km vuông, bao gồm 110 đảo nổi và bãi ngầm, nơi nhà nước Việt Nam đã thực hiện thật sự liên tục và hòa bình chủ quyền của mình từ nhiều thế kỷ nay. Cùng với Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có vị trí quan trọng về quốc phòng, giao thông vận tải, về kinh tế, có đủ loại hải sản, gần 1.000 loại cá và có tiềm năng lớn về dầu lửa và khí đốt. Đến đảo Cô Linh, chúng tôi nhận ra ngay dấu vết tội ác của Bắc Kinh. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, tàu chiến Trung Quốc đã vô cớ dùng pháo lớn bắn cháy và bắn chìm 3 tàu vận tải của ta ở khu vực đá ngầm Gạc Ma, Cô Linh, Landau. Trong đó có tàu vận tải 505. Chúng tôi gặp tàu Đại Lãnh cùng ở Liên Hiệp các doanh nghiệp trục vớt cứu hộ Bộ Giao thông Vận tải. Các anh ra đây từ trước, đang dũng cảm làm nhiệm vụ cứu hộ nhân đạo trong hoàn cảnh khó khăn, bất chấp mọi hành động uy hiếp ngăn cản của quân Trung Quốc. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ và thủy thủ trên tàu 505 nồng nhiệt đón chúng tôi như đón những người thân quen từ lâu và vui mừng nhận những món quà nhỏ của đất liền gửi tặng các cán bộ chiến sĩ đã gần 60 ngày đêm bám tàu giữ đảo. Chúng tôi hỏi một chiến sĩ: lúc đầu gặp tàu Trung Quốc, đồng chí thấy thế nào? Lúc đầu thấy tàu Trung Quốc thì cũng hại, nhưng nếu đồng đổ xuống là chắc tất. Ở nơi hết vẫn, ở đây vẫn là cá mập. Vùng này nhiều cá mập lắm. Đồng chí có mong muốn gì không? Mong muốn đừng đổ máu nữa. Trên đại dương này không có tiếng súng nữa. Vì em hiểu thế nào là chiến tranh. Đúng vậy, chúng ta đã tự kiềm chế, không muốn dùng vũ lực giải quyết tranh chấp. Nhưng sau khi chiếm một số bãi đá ngầm, nhiều tàu chiến của họ vẫn làng vàng khiêu khích ở đây. Họ có tham vọng mở rộng đường biên giới địa lý sát tận bờ biển Việt Nam, Philippines, Malaysia theo cái thuyết quái gở đường biên giới ba mặt hợp lý. Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều gì đã làm cho các chiến sĩ giữ được cuộc sống bình thường trong không khí phẫn nộ căng thẳng hiện nay? Chắc hẳn là vì chúng ta không chỉ có chính nghĩa, mà còn có cả sự ủng hộ rõ ràng, vững vàng của luật pháp quốc tế. Tôi có mặt ở quần đảo này 12 năm rồi, nhưng tôi chưa hề thấy người Trung Quốc và tàu Trung Quốc có mặt ở khu vực đảo này.
Vừa rồi họ vô cớ bắn chìm ba tàu vận tải của ta. Tôi nghĩ hành động này là một hành động ngang ngược và phi đạo lý. Và rồi họ lại còn tuyên bố cả cái quần đảo này là của họ cả. Anh ạ, theo tôi nghĩ thì người Trung Quốc họ muốn cái quần đảo này và cả khu vực Đông Á là của họ tất. Chắc hẳn là vì chúng ta đã quen với sóng gió, đã từng săn được những con cá mập hung dữ nhất tại vùng biển này. Tàu chúng tôi lướt qua đảo Phan Vinh. Đảo này vốn gọi là Hòn Sập, sau này được mang tên người thuyền trưởng một con tàu vận tải anh hùng đã nhiều lần cập bến trong chiến tranh chống Mỹ. Trường Sa có những đảo ngầm hoặc nửa nổi nửa chìm khá rộng như thuyền chài tiên lữ. Các đảo này ngập nước khi thủy triều lên, lúc chiều xuống có một phần đảo trồi lên. Đi lại cách trở, tiếp tế khó khăn, chiến sĩ ta vẫn thường xuyên có mặt ở khắp nơi, bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Chúng tôi đến đảo Sinh Tồn, vừa dịp có chuyến tàu chở nước ngọt ra đảo. Đời sống chiến sĩ thiếu thốn nhiều bề, mà cái gắt nhất là nước ngọt. Việc sử dụng nước được quy định một cách nghiêm ngặt nhất. Tuy nhiên, các chiến sĩ vẫn dành phần cho đồng đội đã ngã xuống nơi đây. Nếu Trường Sa mang vẻ đẹp riêng, mang tư chất riêng, thì vẻ đẹp ấy, tư chất ấy có trong từng gốc cây phong ba, có trong mỗi con người sống trên quần đảo.